sao mình phải sách của gì không vậy? Để lấy xe heo. Phải. Để cho nó khô. Ờ, nó sẽ mau khô hơn. Để nó sống thì nó sẽ lâu khô. Hồi xưa có bà ngoại xưa, bà cố con á là mấy cô hồi xưa còn nhỏ là nó củi là sắp lên. Rồi sắp ai được cao nhất. Nhiều lúc tới phần nữa là nó ngã. Này mình sắp học anh thường nữa nha, phải sắp tao được thường nữa nha, sắp phải nó phải đúng chứ mà nó thịt kẻ vô lại nữa đó, thấy chưa, vô lại nữa cao rồi, sắp cao nữa rồi đó đó, nó sẽ nhiều. Ủa? Ủa, thấy sai không? Này đi hai cô cháu mình đi đậu khoai ăn không? Lâu rồi cô ba không ăn khoai nước. Hôm qua con ngồi là cũng không chấp là chưa được. Con ngồi một cái trời. Trời chưa giữa đâu mà không không quạnh. Trời đó con gì ở? Con lửa. Lửa. Đốt lửa cho má. Đúng rồi. Rip đi. Rip đi đi đậu khoai. Con để lại gì nữa. Nó sẽ cắm kìa. Đi lấy cái thuốc đi. Thuốc giá gì cái đồ. Thuốc này bự nè. Đây hả cô ba? Ở đây nè. Nè. Cũng bình ra luôn nè. Rồi nãy luôn. Cái gì? Rồi gãy thêm cái nữa. Kìa giỏi quá ta. Đây. Rồi biết thương. Sao lúc đó sao nó cái dài quá vậy. Ôi, cũng được ha. Ôi. Gãy tay nào đâu ba. Lấy cái con nào đi, đào kiếm nó đi. Qua em qua. Ủa? Được miếng. Được như nó kêu rồi. Được miếng. Là được cái đá hết rồi. Thì nhà cũng ngon. Sao vậy? Làm gì không? Không chúa còn quá vậy. Ra 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 mà coi.
thiệt mà. Các con chặt chặt không? Ra ngoài. Không ai cầm máy nữa không? Không. Đó thành cây rồi. Thành cây rồi. Đó cái. Ủa, xíu. Gió mát ở nhà ha. Bữa nay trời không nắng. Ủa, nó chặt cái gì cơ ba? Phải được á, thôi chặt. Thì hợp cái nào bẻ không được thì chặt. Hỏi sai. Chị mà được cũng thúng ha. Dạ bữa nay nhờ được ha. Làm gì làm. Chú rồi con ở bàn cơ. Bữa nay bữa nay nhờ. Có thằng nướng mới ngon. Cháy chưa con? Dạ sắp cháy rồi. Cô ba đâu? Làm gió luôn. Cô ba ra đây rồi. Có nghe tiếng trong giọng mà cô ba ra tới đây rồi cô ba. Tắt luôn á. Chơi gì. Nhanh đi, cô ba đói bụng rồi. Bữa nay là khỏi ăn cơm á. Bữa nay là ăn hai đụng cơm á. Để tao bắt cá đi. Còn bữa khác thì bắt cá, giờ tối rồi bắt cá. Núi gì không bao giờ già. Núi gì không bao giờ già. Núi gì qua giờ. Núi á. Núi gì không bao giờ già. Dạ. Núi trẻ. Núi không bao giờ già. Núi non. Núi non đó là núi non. Mà nó không non là lấy gì mà gọi là núi non. Núi non thì nó không bao giờ già phải không? Nếu nó là núi già thì nó tên là núi già chứ đâu phải là tên núi non. Ai chà. Nóng quá. Chết chưa cô ạ? Phải lấy cái ghế ngồi. Ngồi đó. Cô ba ơi. Gì? Con có cái này chơi vui lắm đó cô ba. Là gì? Hồi hai cô cháu mình đốt lửa chạy á. Đốt lửa chạy. Siêu đốt cũng cỏ này là trái rồi. Không mà đốt lửa chạy được hả? Rồi làm sao? Làm đi. Làm ba phụ không? Ba phụ. Làm những gì vậy đó không? Dạ. Chị xong rồi. Mà mới xong có mấy một cái. Lửa này mà mình để chỗ đó có lửa phải con đốt nè. À con chuẩn qua để nó đóng cái chát mình á. Thank you.
khỏi. Để con ngủ ngủ, cô ba bóc ra cho con đốt đi, đi đốt mấy cái đống của con. Chị con nói nghe con tạo làm đó. Dạ con đốt qua cô ba. Ừ, đi đốt đi. Hay con lấy lửa. Đốt cho sáng lên cô cháu mình ăn. Ủa điện cho xin 5.000 lại ha. Đúng rồi qua. Điện hả? Em có xe, có đèn rồi đó, 5.000 tiền điện có đèn rồi đó. Rồi dạ anh thử ha. Wow, ngon quá vậy. Ở đây để bà ấy ra cho nó nguội rồi con ăn ha. Thơm kìa. Mì thơm ngon, mời cô ba ăn nha. Con đây không chờ cô ba nữa, giờ con ăn liền. Ăn nha. Đây đang ăn á. Quặn cái định ăn miếng ấy ngoài. Nè ăn miếng này nè. Cái đó nó hơi dẻo. Chưa chín lắm. Chưa chín. Chín. Đây chín rồi nè. Cái này nè ăn miếng ngon. Đó. Ngon không? Không giòn. Ngon đích nè. Giòn á. Ta bột gì mới ngon chứ dẻo dẻo ăn đâu ngon. Này vừa dẻo mà vừa bột luôn á dạ.